Bất chấp nhiệt độ tê cống, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây chú ý khi đã đến hồ Seliger ở phía bắc thủ đô Moscow để tham gia vào nghi lễ ngâm mình trong nước lạnh giống như hàng ngàn người Nga khác. Nghi thức ngâm nước lạnh trong lễ hiển linh năm nay ở Nga khá dễ chịu bởi nhiệt độ chỉ khoảng âm 6 độ hoặc 7 độ C thay vì âm hàng chục độ như mọi năm. Nghi lễ này bắt nguồn từ truyền thuyết Chúa Giê-xu rửa tội bằng nước sông Jordan cách đây hơn 2.000 năm và được diễn ra vào tối ngày 18 và 19 tháng 1 hàng năm. Đây là một nghi lễ trong ngày lễ hiển linh, ngày lễ quan trọng thứ ba chỉ sau lễ Giáng sinh và lễ phục sinh của người theo đạo Cơ đốc chính thống.